Cơn mưa mùa hạ mạnh mẽ nhưng thoáng chốc. Sau phiên giao dịch ngày hôm nay cũng sang tới ngày 31 tháng 7, hầu hết các doanh nghiệp đều ra báo cáo tài chính quý 2 năm 2024 cũng như báo cáo tài chính bán niên năm 2024. Có những doanh nghiệp lãi, có những doanh nghiệp lỗ và giảm giá mạnh khi mà không đạt được sự kỳ vọng của nhà đầu tư. Tiếp sau đây, một tháng chống thông tin và tháng 8 tới sẽ là một giai đoạn thị trường tiếp tục phân hóa nhưng không quá mạnh. Sau khi mà dòng tiền đổ dồn vào những câu chuyện được vẽ lên trong giai đoạn báo cáo tài chính quý 2 này. Chào mừng anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với channel của mình. Chúng ta lại gặp nhau trong bản tin giao dịch ngày hôm nay, một bản tin tổng kết thị trường phiên giao dịch ngày 30 tháng 7 và nhận định thị trường phiên giao dịch ngày mai, ngày cuối cùng của tháng 7 năm 2024. Đến với cả thị trường trong phiên, chúng ta thấy rằng là VN-Index đóng cửa giảm 1,54 điểm, tương đương 0,12%. 154 mã tăng và 267 cổ phiếu giảm. Thanh khoản thì có cải thiện hơn nhưng vẫn giao dịch ở mức trung bình với chỉ hơn 653 triệu cổ phiếu giao dịch. Ở VN30 thì tăng 2,09 điểm, tương đương 0,16%. 11 mã tăng và 16 cổ phiếu giảm điểm. Thị trường tiếp tục trong giai đoạn một phiên giao dịch phân hóa với các mã cổ phiếu như HBC, Dabaco thậm chí rằng là mở cửa phiên chiều giảm ngay lập tức, giảm sàn ngay lập tức. Có những lúc hồi phục trong phiên chiều, tuy nhiên rằng cái áp lực bán cuối phiên đẩy cổ phiếu này dư sàn khoảng 300k. Thêm vào đó thì SMC tiếp tục là thủng đáy. Còn chiều ngược lại thì một số các mã cổ phiếu có cái kết quả kinh doanh tốt và tiết lộ ra trong báo cáo tài chính này, ví dụ như là Novaland lấy lại được sắc xanh rất tốt, mặc dù là trong phiên đóng cửa đã giảm 4%. Thêm vào đó chúng ta có APH cùng họ nhà AA đều tăng ấn tượng trong phiên khi mà đều ra cái kết quả báo cáo tài chính tích cực. Đó là một số các thống kê về thị trường. Thêm vào đó chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua về VN-Index trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Thì tác động tới cả VN-Index trong xu hướng giảm trong phiên thì chúng ta có một số các mã cổ phiếu như FPT, BIDV, rồi VSM đều là những mã cổ phiếu đóng góp vào cái xu hướng giảm. Chiều ngược lại chúng ta có VIX, MBB, rồi là MVKG đóng góp vào những cái điểm số trong xu hướng tăng. Về nước ngoài chúng ta thấy rằng là hôm nay có bán dòng khoảng 300 tỷ, không phải là quá lớn. Trong giai đoạn hiện tại thì chúng ta thấy rằng nước ngoài đã không còn bán quá mạnh như giai đoạn đầu tháng 7 nữa. Hôm qua thì chúng ta cũng nhìn thấy một thống kê là khối ngoại cũng chỉ còn bán khoảng 6.500 tỷ ở Việt Nam thôi, không còn quá nhiều nữa. Trong giai đoạn tới thì chúng ta sẽ chủ yếu là chơi với cả nhau là chính. Còn khối ngoại này thì đang có những cái yếu tố gì đó khiến họ rút tiền khá là mạnh trong thời gian vừa rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với cả cái nhận định của mình trong phiên giao dịch ngày hôm nay và mình đã thường là gửi vào tối ngày hôm qua nhiều hơn. Đây, chiến lược giao dịch ở trong phiên hầu như là cũng không có gì cải thiện mấy. Đóng cửa tại mốc kháng cự là vùng đứt gãy 1245 cho đến 1250 của mẫu hình vai đầu vai. Các chỉ báo trung bình ngắn hạn chưa xuất hiện những tín hiệu nào tích cực trên khung ngày. Phân kỳ chỉ xuất hiện từ hai đoạn trên các khung đồ thị ngắn hạn hơn, cho thấy rằng là dự báo đà hồi phục này sẽ còn tiếp diễn từ 1 đến 2 phiên, sau đó thì xác suất điều chỉnh thêm là tương đối cao. Việc điều chỉnh tạo đáy thứ hai này hoặc là điều chỉnh giảm thêm sẽ còn tùy thuộc vào tín hiệu dòng tiền. Có nghĩa là tại sao lại có câu như này? Bởi vì là trong giai đoạn hiện tại thì Kiên đang đánh giá có hai kịch bản. Thứ nhất là nếu như mà tạo đáy được ở đây thì nó sẽ cần phải có một nhịp để hình thành đáy thứ hai. Đó, sau đó thì mới đi lên và vượt qua cái kháng cự, đó chính là cái vùng kháng cự, cái vùng đứt gãy này của thị trường. Trong trường hợp thứ hai đấy, trong trường hợp mà có xác suất cao hơn, đấy là một trường hợp mà thị trường nó sẽ tiếp tục là giảm và thậm chí rằng là xuyên thủng qua cái vùng đáy này trở về đâu đó khoảng 1200. Đó, thì đây là hai cái kịch bản mà Kiên có hướng tới anh chị nhà đầu tư trong video ngày hôm qua cũng như là bản tin ngày hôm nay. Hành động của anh chị nhà đầu tư khi mà chúng ta đang đứng giữa một cái hai cái kịch bản và cái xác suất giảm điểm thủng đáy nó còn cao hơn, cho nên là mình sẽ có những cái kịch bản mang tính chất là an toàn hơn. Thông thường nhà đầu tư sẽ không mất quá nhiều tiền ở các vùng đỉnh đầu tiên. Nơi mà nhà đầu tư mất nhiều tiền nhất chính là ở các cái vùng đỉnh của nhịp hồi phục. Khi mà tâm lý muốn về bờ lấn áp nhà đầu tư khiến cho nhà đầu tư gia tăng tỷ trọng. Vì thế thì tỷ trọng của anh chị nhà đầu tư trong dạng này chúng ta chỉ nên dừng lại ở mức trung bình hoặc là dưới trung bình. Các cái điểm mua của cổ phiếu trên khung lớn hầu như là chưa đạt điều kiện và vùng tạo đáy thì cần rất nhiều thời gian tích lũy. Các cơ hội sinh lời trong giai đoạn này sẽ thấp.
Đó là với hai kịch bản của mình vừa vẽ để cho anh chị nhà đầu tư trong phiên giao dịch sắp tới. Chúng ta sẽ có hai kịch bản. Và trong giai đoạn hiện tại thì Kiên thấy rằng là dòng tiền bắt đầu đã có những xu hướng mang tính chất là bớt phân hóa hơn và đang có những tín hiệu là quay trở lại thị trường một chút. Sau những thời gian các phiên giao dịch gần đây, chúng ta thấy rằng là những phiên giao dịch như kiểu 26 tháng 7 thì vốn cực kỳ cạn kiệt. Bây giờ thì bắt đầu đang có những cái độ rộng, độ nở ra rồi. Nên là chúng ta sẽ có thể thêm một cái kịch bản mang tính chất là kịch bản tích cực nữa. Đó chính là cái việc mà vượt lên trên quay trở lại cái xu hướng tăng. Ở đây thì chúng ta sẽ vẽ VN-Index và chúng ta sẽ có những kháng cự của nó. Ngay thì Kiên bắt đầu mới thay đổi cái kịch bản thôi, bởi vì mình thấy rằng là rất nhiều các mã cổ phiếu vào một cái form tăng rất tốt. Bên cạnh đó thì dòng tiền nó cũng hướng tới các mã cổ phiếu này, có nghĩa là dòng tiền không thoát ra khỏi thị trường mà nó đang chờ trực những cơ hội giảm giá để và tham gia vào ngay. Ví dụ như là Novaland, điển hình là Novaland ngày hôm nay khi mà phiên sáng có một cái phiên rũ rất là mạnh, nó đẩy cổ phiếu này giảm đến khoảng 4%. Sau đó thì đến phiên chiều, cái lúc mà thị trường cái lúc mà cổ phiếu nó bắt đầu ra những cái tin tức về lợi nhuận, mình chưa phân tích về báo cáo tài chính của Novaland, nhưng đang ra cái tin tức về lợi nhuận, đang ra những cái kế hoạch để cổ phiếu này nó có thể là tái cơ cấu nợ và dự kiến là trong khoảng 2025 đến cuối quý 2 quý 3 2025 là nó đã xử lý xong gần một nửa cái số khoản nợ. Thứ hai là cũng bàn giao cái cơ hội, và sau đó thì cổ phiếu này nó bật tăng lên rất là nhanh. Chúng ta thấy rằng là không phải là trong một phiên giao dịch mà nó bật tăng lên nhanh như thế, cho nên là dòng có nghĩa là dòng tiền thì nó vẫn đang chờ trực những cơ hội và nó sẽ đánh rất là nhanh. Đó là với cái kịch bản mà chúng ta nên tiếp. Bây giờ chúng ta sẽ nở hơn cho một xu hướng, nở hơn cho cái kịch bản thứ hai, là chúng ta sẽ có một kịch bản mang tính chất là kịch bản tích cực, thị trường nó sẽ điều chỉnh một chút nữa thôi và sau đó thì sẽ có một nhịp hồi phục, sẽ có một nhịp tăng trở lại. Và đương nhiên là cái đáy sau này thì có khả năng nó sẽ nó cao hơn đáy trước khi mà đã theo cái kịch bản này rồi. Chứ còn cái khả năng mà nó giảm đáy trước, giảm bằng đáy trước thì nó lại thành yếu. Nhưng nếu như mà nó cao hơn đáy trước, và thường là nó sẽ cao hơn đáy trước nếu như mà thị trường muốn đáy, và thậm chí rằng là cái dâu nến của ngày hôm nay cũng có thể coi là một vùng đáy được nếu như mà thị trường tăng ngay lập tức trong phiên giao dịch tới, trong một đến hai phiên tới kiểu như thế này. Đó, thì nó sẽ chúng ta sẽ có một cái vùng mua rất an toàn khi mà thị trường nó vượt qua đường máy 10 ở quanh vùng này. Đó thì đây là với cái dạng đầu tiên mà anh chị có thể là quan tâm. Và khi mà đã xuất hiện các cái dạng như thế này rồi thì Kiên thấy rằng là cái xác suất mà tăng lên rất là ok. Ví dụ như đoạn tháng 4 này cũng thế, khi mà hình thành một cái đáy mang tính chất là một đáy chữ V lên, nhưng mà xong cái quá trình mà giảm của nó thì chúng ta cũng thấy rằng là nó cũng hình thành mô hình hai đáy mang tính chất là đáy nhỏ. Đó, rồi mới đi lên. Hay đoạn này cũng thế này, đoạn tháng 7 này thì hơi yếu bởi vì là nó hình thành cái đáy sau thấp hơn đáy trước và nó rũ nhiều tiền ra quá, bằng chứng là nó không tăng được quá nhiều. Nhưng Kiên nghĩ rằng cái nhịp sau này thì nếu như mà tăng lên thì nó sẽ là một cái đáy sau nó cao hơn đáy trước, nó không giảm thấp hơn đáy trước đâu. Thêm vào đó thì cái kịch bản chính của chúng ta vẫn đang là một kịch bản giảm giá, và khi mà nó xuyên thủng qua vùng 1.218 này thì đương nhiên là chúng chị nhà đầu tư sẽ cần phải có một cái hành động mà tính chất là quyết liệt hơn, bởi vì là cái khả năng về tận 1.171 là tương đối là cao khi mà xuyên thủng qua đáy trung tâm, xuyên thủng qua cái vùng đáy tiếp diễn xu hướng này. Đó là các bản của chúng ta trong ngắn hạn. Trên khung giờ, chúng ta xem trên khung giờ một chút để chúng ta sẽ cùng nhận định với nhau trong 1 đến 2 phiên tới. Đây là với VN-Index ở trên khung giờ. Trên khung giờ thì tiếp tục là giao dịch ở trên đường MA 20, có một cái EMA này. Thông thường thì nếu như mà tận dụng mà vượt qua được EMA này ngay thì thị trường nó sẽ có khả năng target tối đa là lên tận 1.200 tạt 1.290 cơ. Khi mà vùng này nó mới bao gồm cái đỉnh mây, và sau đó thì bắt đầu mới vào một cái form mang tính chất là form tích lũy. Đó, cái dạng chart nó tương tự như là giai đoạn đầu tháng 7 này, khi mà chúng ta nhìn thấy rằng là nó target đến tận đỉnh mây. Đó, đây target đến tận đỉnh mây này. Sau đó thì nó mới bắt đầu bị hút về. Đó là với thị trường chung ở trên khung giờ. Đương nhiên là nó vẫn đang giao dịch ở dưới mây và các cái chỉ báo như là MACD và MA thì vẫn đang tương đối yếu. Đây đây là những cái tham minh duy nhất trong trường hợp mà nó vượt qua đoạn này được thì mới là ok. Còn nếu mà để đến tận ngày mai hoặc là ngày kia mà không vượt được thì tôi nghĩ rằng là sẽ theo kịch bản thứ hai nhiều hơn, có nghĩa là kịch bản giảm giá. Đó là với thị trường chung. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với cả các cái dòng cổ phiếu chính trên thị trường. Hôm nay thì Kiên sẽ tiếp tục là cập nhật lại các mã cổ phiếu mà Kiên đã cùng đưa ra khuyến nghị của anh chị, khuyến nghị theo dõi với các anh chị trong phiên giao dịch ngày mai, trong phiên giao dịch ngày hôm qua. Đấy là với cổ phiếu đầu tiên của dòng chứng khoán, bây giờ chính là với VND.
Cổ phiếu này thì chúng ta nhìn thấy rằng là đang ở trong một xu hướng giảm. Tuy nhiên trong dạng này thì bắt đầu hình thành rất nhiều các cây nến đảo chiều, ví dụ như cây hammer, rồi là mẫu hình hammer này, búa này, rồi búa ngược này, rồi là mẫu hình đảo chiều. Và ở đây là một mẫu hình evening star này, đó là chưa xác nhận thôi. Về ngoài ra thì cái vùng này nó cũng bao gồm cái vùng đáy cũ của nó quanh khoảng 14.8 cho đến khoảng 15. Thì cái đánh giá rằng là đây sẽ là một cái vùng mang tính chất là vùng gom hàng tốt cho anh chị nhà đầu tư nào mà chúng ta có tiền mặt cao, hoặc nếu mà để an toàn thì chúng ta sẽ chờ khi nào mà nó vượt qua 16 thì chúng ta và tích lũy trên đường mà 20 như này thì chúng ta sẽ bắt đầu là chúng ta mua giải ngân ra cổ phiếu. Thì cái thấy rằng là hôm nay thì mặc dù là giảm đến khoảng 1% nhưng mà thanh khoản thì cũng đã cạn kiệt lắm rồi. Cái nghĩ rằng là khó khăn để có thể là giảm sâu hơn, và thậm chí rằng là cái tỷ lệ mà xuyên thủng qua 14.7 thì nó sẽ rất là khó. Đó là với VND. Tiếp theo thì ORS này. Hôm nay ORS thì cũng biết là giảm hay là tăng. Cổ phiếu này hôm nay giảm khoảng 2.31%, và thanh khoản nó cũng cạn kiệt, tương tự như là VND. Kiên đánh giá là cái việc mà nó xuyên thủng qua vùng đáy gần nhất thì nó sẽ tương đối là khó. Đó là với các mã cổ phiếu nhóm chứng khoán này. Mình cũng quên mất là còn hôm qua có tạo xem là cái mã cổ phiếu nào. Rồi chúng ta xem tiếp nhé. Hôm nay thì VX giảm khá là sâu và tiếp tục là xuyên thủng qua vùng gap gần nhất. Hôm nay thì hỗ trợ của nó sẽ ở quanh 12.4. Cổ phiếu này thì nó khác hoàn toàn so với cả các mã cổ phiếu kia, khi mà thậm chí rằng chưa có một đáy MACD. Nên là khi nào có một đáy MACD và có phân kỳ dương thì bắt đầu chúng ta mới thêm nó vào wallet. FTS là cổ phiếu thứ hai Kiên muốn nhận định ngày hôm nay, khi mà hôm này cũng chưa có một đáy MACD, khi nào nó phải có hai đáy, từ hai đáy trở lên cơ, ví dụ như VND ấy, ví dụ như này, hoặc là lên đây bắt đầu nó có thêm một đáy nữa thì Kiên nghĩ rằng là mới ok. Còn bây giờ thì chưa có một đáy, chúng ta cũng cần chờ thêm và chưa biết là nó sẽ giảm về đâu. VSD này, hôm nay thì vẫn đang giao dịch ở cái vùng đáy trung tâm của mô hình hai đỉnh. Trong trường hợp mà xuyên thủng qua đây thì Kiên nghĩ sẽ giảm khá là đau về tận 17 cơ. Nên anh chị nên chú ý các mã cổ phiếu nào mà ACD đấy vẫn lao xuống dốc thế này, chúng ta nên cẩn trọng hơn. Đó, khi nào mà tạo đáy thì ít nhất là nó phải có một đáy MACD thì chúng ta mới có thể là coi cái vùng tạo đáy được. Còn mà nó đang nở rộng ra thì hơi khó. CTS thì cũng chưa có gì, vẫn đang nở đáy ra. SHS thì cũng chưa có gì mấy, mới có một đáy MACD. Trong thời gian tới mà cổ phiếu này nó phải vượt lên đây cơ. Hoặc là xuất hiện một cái đáy của SHS lên như này thì chúng ta sẽ xác nhận được cái dạng phân kỳ thì sẽ ok hơn. SSI chưa có gì mấy này. Agri chưa có gì mấy cả, nó vẫn đang nở rộng ra dưới thì Kiên nghĩ rằng chưa có gì để chơi. HCM cũng tương tự, HCM thì còn ok hơn. Khi chúng ta nhìn thấy rằng đã có một đáy rồi này, đáy hai thì đang có khả năng là giao cắt lên, và những cái dạng này thì sẽ coi là một dạng phân kỳ. Chúng ta sẽ có thể là mua khi nào mà nó bật lên đây là chúng ta có thể tham gia được luôn. Đó, bắt đầu mang tính chất là gom hàng khi mà một vào một cái form tạo mô hình hai đáy của mẫu hình MACD phân kỳ dương. Đó là các mã cổ phiếu nhóm chứng khoán. Tiếp theo thì chúng ta sẽ sang các mã cổ phiếu nhóm bất động sản, một trong những nhóm mà hôm nay quay xe rất là gắt. Đầu tiên là với cổ phiếu Novaland. Thì cổ phiếu này thì Kiên đánh giá rằng là cũng tương tự như là cái câu chuyện mà mình hay nói với cả mọi người thôi. Thực tế thì ban lãnh đạo trong thời gian mà nó bắt đầu lên sàn, cổ phiếu này nó không phải để đánh đấm. Khi mà anh chị nào có thời gian theo dõi cổ phiếu này từ 2019 cho đến từ 18-19 thì chúng ta thấy rằng là cổ phiếu này không phải là để giao dịch, mà họ lên sàn để mang tính chất là bán cho khối ngoại thôi, và để thu hút vốn hay là để kêu gọi cái trái phiếu thôi, chứ họ không muốn đấm đánh, không muốn đánh đấm. Anh chị có thể nhìn thấy ở đây, ví dụ như các mã cổ phiếu nào mà muốn đánh đấm ấy, thì thanh khoản nó sẽ cần phải rất là giống trong sách giáo khoa, đúng không? Nhưng chúng ta nhìn thấy rằng là các cái vùng đỉnh hay là vùng đáy của cổ phiếu nó không theo VSD đây, mà nó đều chằn chặn như này. Có nghĩa là đây là những mã cổ phiếu mang tính chất là bo cung. Đó, đây là những mã cổ phiếu bo cung và nó không lên sàn để đánh đấm. Đến khi nào mà thị trường hay là đến những giai đoạn mà nó gặp khó khăn thì bắt đầu nó mới có thanh khoản thôi. Còn lại là trong những giai đoạn mà từ bao nhiêu đấy, từ 2021 cho đến tận 2022, đến tận tháng 11 2022 khi mà bắt đầu lãi suất quá cao, nhà đầu tư không mua được hàng của Novaland nữa và bắt đầu là Novaland nó mất thanh khoản. Thì lúc đó thì cổ phiếu này bắt đầu mới có thanh khoản thôi. Bằng cái việc là bán cổ phiếu ra để trả nợ thôi, chứ còn trong thời gian trước thì cổ phiếu này nó không lên sàn để đánh đấm. Và đây là một doanh nghiệp mà nó không kiếm tiền từ trên sàn. Ví dụ chúng ta thấy rằng là các doanh nghiệp hay kiếm tiền trên sàn là những cái doanh nghiệp mà nó hay giấu những cái tin tức, rồi là để đưa ra cái tin tức để cho cổ phiếu nó giảm mạnh đi, sau đó thì ban lãnh đạo hay là đội tạo lập họ sẽ gom hàng. Đó thì đấy là các cái bước
mà thông thường để gom và để đánh. Nhưng mà cổ phiếu Novaland này trong cái quá khứ của nó chỉ có tăng thôi, và các cái nhịp mà nó mang tính chất là giảm của nó cũng không có thanh khoản, có nghĩa cổ phiếu này không lên đây để sao nấu để mua bán. Mà đến giai đoạn hiện tại thì trong tương lai thì Kiên nghĩ rằng là sau cái quá trình mà tích lũy, hoặc là sau một cái quá trình dài hơn, ổn định hơn về thị trường cũng như là trong Việt Nam, thì Kiên thấy rằng sẽ ok hơn. Ở đây hôm nay thì vừa chia sẻ ra cái đây là cái tình trạng tái cấu trúc của Novaland này, và nếu mà anh chị nào mà cần đọc thì Kiên sẽ gửi cho, thì Kiên sẽ gửi cho trong buổi tối. Và trong các khoản nợ này thì Kiên thấy rằng là họ đang đây các cái tiến độ dự án và vẫn còn rất nhiều tiền đang còn có thể thu về. Sau khi mà thu xong thì Kiên nghĩ chắc chắn là cái giá cổ phiếu nó sẽ trở lại đúng cái vị thế của một cổ phiếu lớn ở trong ngành bất động sản. Novaland này thì quỹ đất của nó chỉ sau Vingroup thôi anh chị nhé, rất là lớn. Thì với về nghĩa ngắn hạn thì Kiên đánh giá rằng Novaland nó sẽ có nhiều hồi phục lên tối đa là khoảng 12.6 đến 13, khi mà nó sẽ test cái vùng đứt gãy này cùng với cả đường 20, và cái vùng này thì có thể coi là một vùng đáy mang tính chất là đáy trung hạn của cổ phiếu, khi mà Novaland nó đang có thậm chí rằng là nó đang có rất nhiều các cái tin tức mang tính chất là chia quyền mua, cho nên là nó thường nó sẽ chia quyền mua 10 và thường là sẽ không để cổ phiếu nó thấp hơn giá 10 đâu. Tiếp theo thì DG, hôm nay thì hôm nay cũng có những cái nhịp rung lắc rất là mạnh và thanh khoản thì cũng giai đoạn này không có quá nhiều. Giá cổ phiếu thì đang xuất hiện những cái tín hiệu mang tính chất là hình thành các cây doji và đang ở các vùng hỗ trợ. Nên là Kiên đánh giá rằng trong các phiên tới với cái kết quả kinh doanh của DG thì cổ phiếu này cũng sẽ có khả năng hướng tới vùng giá 26.2 để test lại vùng đứt gãy trước khi mà vào một cái form tạo đáy từ khoảng 1 đến 2 tháng. DXG cũng tương tự này, cổ phiếu này đang test lại đáy thứ hai, nhưng mà cái cạnh dưới đáy Bollinger Band nó đang bó lên như này rồi ấy, thì cái tỷ lệ xuyên thủng qua cực khó anh chị nhé. Nó thiên về tá tăng nhiều hơn mặc dù vẫn đang trong xuống giảm, nhưng Kiên thì thấy rằng là cái tỷ lệ tăng giá của nó sẽ cao hơn rất là nhiều so với cả các phiên giao cho với cả cái tỷ lệ giảm giá. Lam Long thì Kiên thấy rằng là vẫn chưa có gì mấy cả, cổ phiếu này đang ở trong một cái pha đi ngang nhiều hơn, và cổ phiếu này nếu mà để tích cực trở lại thì nó sẽ cần vượt 46, 42.6. KDH này hôm nay thì vẫn đang ở trong một xuống giảm giá khi sau khi mà mất cái kênh tăng giá. LTL hôm nay cũng bị ăn phang rất là mạnh đúng không ạ? Cổ phiếu này thì chạm dưới cạnh trên giải Bollinger Band và có một cái band trên như này, và ngoài ra thì có một cái đỉnh cũ, cho nên là nó bị ăn bán là chuyện rất bình thường, không có gì mấy so với cả không có gì để đánh giá thêm cả. Nên thông thường nhịp nào nó chạm đến cái cạnh trên giải Bollinger Band và tiếp cận cái vùng đỉnh cũ thì nó cũng điều chỉnh thôi. Cổ phiếu này thì Kiên thấy rằng là đây là một cổ phiếu khỏe của dòng bất động sản, do làm ăn tốt và không có nợ vay quá nhiều trong thời gian vừa rồi, trong 2 năm vừa rồi, cho nên là nó tương đối là tích cực của bất động sản, tiếp tục là triển khai các dự án, và cuối năm ngoái hình như là bắt đầu bàn giao vào cuối năm ngoái một cái dự án lớn, nên là giá cổ phiếu nên tăng đúng thị giá thôi. 5/7 thì đoạn này không có thanh khoản nhiều lắm nên mình không có phân tích thêm. AGG thì hôm nay cũng tương tự, chung là cũng không có trái phiếu, vấn đề là chưa có dòng tiền tốt với cả cổ phiếu AGG này, đang giao dịch với cả một cái đáy sau thấp hơn đáy trước và đang lấy lại đường 20. Hôm nay thì rút dần như này Kiên thấy rằng ok hơn, trong một vài phiên tới nếu như mà đóng cửa trên được đường 20 thì sẽ đưa ra cái cơ hội mua T cộng cho chúng ta rất tốt. Đó là các mã cổ phiếu nhóm bất động sản. Nhóm thép thì hôm nay của FMC rất là tiếp tục là ăn sàn khi mà lợi nhuận của nó thì như là lợi nhuận âm. HSG cũng chưa có gì mấy cả. Đây thì thông thường thì cổ phiếu nào sau khi mà hình thành mỗi hai đỉnh nó cũng có một cái nhịp để lên test, và cái nhịp này thì nó không lên test đến tận giá 23.9 mà nó chỉ lên tối đa 23.6 thôi, và sau đó thì tiếp tục một xu hướng. Với HSG thì Kiên nghĩ rằng là nó sẽ còn giảm về đâu đó khoảng 21.7 trước khi mà muốn hình thành cái đáy cao hơn. HPG thì cũng tương tự thôi, Kiên thấy rằng là đang test lại cái vùng kháng cự là vùng đứt gãy, và cũng như là một cái nhịp test lại để test cái kháng cự của mẫu hình vai đầu vai của giá 28.3, cho nên là các mã cổ phiếu như này thì Kiên nghĩ rằng là anh chị nên bán nhiều hơn. Nam Kim thì hôm nay cũng ra báo cáo tài chính lại, nhưng mà với cái trạc của nó Kiên thấy rằng còn dòng tiền chưa xuất hiện, mình nghĩ rằng là sẽ cần chờ thêm. Ngân hàng thì hôm nay có MB khá khỏe với cổ phiếu này, sau khi mà retest lại đường 20 sau đó thì nó đang hướng tới kháng cự đỉnh cũ là mức giá 25, thì Kiên nghĩ rằng trong thời gian tới thì nó sẽ hướng tới được trong rất ok với cổ phiếu này. BIV này, cái này chưa có gì cả, vẫn đang trong form giảm, và trong trường hợp tới nếu như mà xuyên thủng qua cái đáy gần nhất thì có thể là cổ phiếu này sẽ còn
giữ cái chèn nào, giữ cái nhịp đào chen. STB tương tự này, cổ phiếu này đang có một cái hỗ trợ rất là mạnh ở quanh vùng giá 28.7. Trường hợp mà xuyên thủng qua thì kênh nghĩ rằng nó sẽ còn phải về đâu đó khoảng 27.5, một mẫu hình tam giác tiếp diễn xu hướng nhưng mà không thành công rồi. BIDV này, cổ phiếu này thì trong các nhịp trước này, trong các video thì kênh đều có nhắn lên chị nhà đầu tư là hướng tới vùng giá 47-48 là chúng ta canh bán khi mà đây là vùng đứt gãy. Sau đó thì cổ phiếu có một nhịp nó rú lên khoảng 49.8, sau đó không có thăng, không ăn thua. BIDV, CTG, CTG thì vẫn đang trong form tạo đáy. Tiếp theo chúng ta sẽ sang một số các nhóm cổ phiếu ngành điện, và trong các phiên giao dịch vừa rồi thì Kiên cũng đã có những mã cổ phiếu mã cổ phiếu ngành điện, mà nếu như anh chị nào chưa xem thì chúng ta có thể là xem trên trang của mình, chúng ta xem cổ phiếu ở đây. Hai cổ phiếu ngành điện rất ok trong nửa cuối năm 2024 này, đó chính là GAG và TTA, đều hưởng lợi về cái hiện tượng Layla, và ngoài ra thì cái lãi suất vay giảm khiến cho các mã cổ phiếu này đang có những nợ, những cái tài sản lớn thì nó cũng hạ bị nhật đi rất là nhiều. Đó là với hai mã cổ phiếu ngành điện. Thì còn lại thì các mã cổ phiếu ngành điện kia như kiểu RIN thì Kiên thấy rằng là đang trong form tiếp diễn xu hướng tăng. TTA thì anh chị hoàn toàn có thể tham gia được ngay 80. Nếu như mà giảm thêm thì Kiên nghĩ rằng bắt đầu vào hô gom ở quanh đầu dưới giá 10 là ok. Kiên nghĩ rằng là các mã cổ phiếu như này thì nó sẽ có những cái dư địa tăng rất cao. Hay là trong video trước thì Kiên có đánh giá với cả SAV. SAV này, còn Savimex này cũng rất là tốt khi mà đang cầm nắm TCM, và cổ phiếu này hôm nay cũng tăng 5%, tiếp diễn được xuống tăng rất ấn tượng. Nên anh chị nào mà muốn tham khảo thêm về cái phần phân tích về cơ bản thì anh chị có thể là tham gia xem các video đó. Và trong ngày mai ngày kia thì Kiên sẽ phân tích thêm một cổ phiếu nữa và đang có cái dư địa tăng rất là ok, đó chính là APH. Khi mà lợi nhuận của nó cũng tăng gấp 3 lần, và cái ông này thì hưởng lợi rất nhiều từ giá, từ tỷ giá. Chúng ta thấy rằng là tỷ giá cao khiến cho ngân hàng nhà nước của chúng ta rất đau đầu, nhưng riêng cái phần tỷ giá cao thì thằng APS này bán lại rất là hưởng lợi, khi mà thằng này hưởng lợi đến khoảng 20% cái lợi nhuận sau thời gian vừa rồi do cái tỷ giá cao, do xuyên xuất khẩu sang hàng sang các nước khác. Ngoài ra thì cái thị trường làm nhựa thì nó không thể thiếu được trong những khi mà xây nhà hay là làm các công trình mang tính chất là đầu tư công. Ok, như vậy là đi hết cái bản tin giao dịch ngày hôm nay, một bản tin khá là dài. Hy vọng rằng anh chị nhà đầu tư, hy vọng rằng là mình sẽ gửi đến cho anh chị nhà đầu tư một số các mã cổ phiếu cũng như là các kiến thức nó tốt hơn. Hy vọng xin chào và hẹn gặp lại mọi người.